Nhiệt chứ mà hả? Em hả? Em mua. Rồi bây giờ em chọn mọi người đi, anh đang lắp cái kia lại. Lượm em. Lượm em. Cái cục thương nào. Lượm em để đi. Tại sao nó đậm như vậy không? Đậm vậy nó mới nắp được cái hình cũ quen. Đúng không? Đưa cho một cái hình gì mà khó ăn quá. Hai thì đừng quay nữa, hai nhanh nó xấu. Cho đi nước rửa kem. Đem đi.